Xin kính chào tất cả quý vị khán giả và các bạn đã trở lại với kênh của Cali Sài Gòn và xin chúc cho tất cả quý vị được nhiều sức khỏe. Vâng, hôm nay mình sẽ chia sẻ về vấn đề của CEO Đại Nam. Vâng, mình cũng mới đi làm về nhưng mà thấy có cái tin tức này mới đưa lên từ những cái báo dân trí, báo tuổi trẻ ở Việt Nam thì mình muốn chia sẻ cùng với lại tất cả quý vị về cái vụ việc mà phiên tòa phúc thẩm như thế nào đối với lại bà Nguyễn Phương Hằng có thả ta bà ta về ngay lúc này hay không hay là còn có những cái tình tiết quan trọng gì ở bên trong nữa bây giờ chúng ta cùng với nhau chia sẻ các bạn nha. Theo như tờ báo dân trí, sáng nay áp giải bà Nguyễn Phương Hằng tới tòa ngày 4 tháng 4. Mặc dù không kháng cáo đang thi hành bản án 3 năm tù nhưng bà Nguyễn Phương Hằng vẫn bị áp giải tới phiên tòa xét xử phúc thẩm. Sáng nay ngày 4 tháng 4, Tòa án Nhân dân cấp cao mở phiên tòa phúc thẩm xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của ông Đặng Anh Quân là tiến sĩ luật 43 tuổi, cựu giảng viên trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh và Nguyễn Thị Mai Nhi cùng với lại Quỳnh Công Tân, Lê Thị Thu Hà, nhân viên công ty cổ phần Đại Nam về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước quyền lợi ích hợp pháp và tổ chức cá nhân phiên tòa dự kiến diễn ra trong 2 ngày ngày 4 tháng 5 và ngày 5 tháng 5 hơn 9 giờ bà Nguyễn Phương Hằng và bị cáo Đặng Anh Quân bị áp giải vào phòng xét xử ừ, tại sao người ta dùng cái chữ áp giải ta ha ừ nó hơi khó hiểu các bạn ha nhưng mà nhà báo mà họ muốn dùng chữ gì đối với người nào là họ đã có suy tính rồi khoác trên mình chiếc áo thun trắng tóc búi cao bà hằng trông khác lạ so với phiên tòa sơ thẩm người phụ nữ này tỏ ra khá thoải mái trò chuyện cùng luật sư từng bào chữa cho mình đối với lại bà nguyễn phương hằng thì các bạn cũng biết rồi Tánh tình và cái khí chất của bà ta như thế nào rất là kiên cường và không chịu khuất phục. Khoảng 9 giờ 10 phút phiên tòa bắt đầu làm việc. Trong vụ án này, bà Đinh Thị Lan, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. Tại tòa hôm nay, người phụ nữ này có mặt từ sớm và đã xuất trình các giấy tờ cho thư ký phiên tòa. Bị cáo quân cho rằng bản án 2 năm 6 tháng tù Tòa áp dụng đối với mình là quá nặng. Còn các bị cáo khác xin hưởng án treo án uh, sơ thẩm tuyên 1 năm 6 tháng tù dành cho những cái người khác các bạn như là um, Tân, Nhi và Hà. Là người có uh, vai trò chủ mưu trong vụ án bà Nguyễn Phương Hằng không kháng cáo và đang thi hành án 3 năm tù. Tuy nhiên tòa phúc thẩm cho rằng cần triệu tập bà Hằng đến phiên xử để xem xét toàn diện vụ án và có kháng cáo của người có quyền nghĩa vụ liên quan. Theo nội dung vụ án, từ tháng 3 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022, bà Phương Hằng và bốn bị cáo đã lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích hợp pháp của 10 cá nhân. Cụ thể bà Hằng là tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam tỉnh Bình Dương được nhiều người trên mạng xã hội biết đến qua những lần livestream. Và như chúng ta đã biết là những lần livestream đầu tiên mà đối chất với là ông Võ Hoàng Yên thì được người dân ủng hộ rất là nhiều. Từ ngày 3 năm 2021, bà Hằng đã sử dụng điện thoại di động, máy tính sách tay và máy quay phim đăng nhập vào 12 tài khoản mạng xã hội do bà này quản lý. Bà thực hiện nhiều buổi livestream phát ngôn trực tiếp trên Internet với nội dung bị đặt sai sự thật xúc phạm nghiêm trọng, uy tín, danh dự cá nhân. Bà còn đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của các ông và bà như là Võ Nguyễn Hoài Linh, Nguyễn Thị Mỹ Quanh, Đặng Thị Hàng Ni Nguyễn Đức Hiển Trần Thị Thủy Tiên Lê Công Vinh Quỳnh Minh Hân Đinh Thị Lan Lê Thị Giào Trương Thị biệt Hà Trái Quy định Luật Pháp à, Nhưng mà có một số người thì lại à, Thông cảm cho bà Hằng Và người ta thích bà Hằng vì à, Trong những cái tin mà bà đưa ra Thì có những cái tin rất là chính xác Và nhiều khi đúng 90% à cho nên người ta ủng hộ bà. Nhưng đó là thời gian ngày xưa. Ngoài ra trong buổi livestream ngày 24 tháng 12 năm 2021, ông Quân đã phát ngôn có nội dung đưa thông tin xuyên tạc vu khống xúc phạm uy tín danh dự và nhân phẩm của ông Võ Nguyễn Hoài Linh. Các bị cáo Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà và Quỳnh Công Tân đã thực hiện hành vi tạo lập quản lý các trang mạng xã hội cho bà nguyễn phương hằng kết nối các tài khoản mạng xã hội rồi đi vào internet thông báo thời gian chủ đề livestream chuẩn bị nội dung sân khấu để cho bà hằng livestream và đăng tải các bài viết của bà hằng lên các trang mạng xã hội theo chỉ đạo của bà hằng hành vi của bị cáo nhi hà tân và quân là đồng phạm với vai trò giúp sức cho bà hằng và cách đây 47 phút, tờ báo Thanh niên đã có đăng xét xử phúc thẩm vụ án bà Nguyễn Phương Hằng xúc phạm các nghệ sĩ và luật sư. Hôm nay ngày 4 tháng 4, tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án Nguyễn Phương Hằng, 53 tuổi, tổng giám đốc công ty CP Đại Nam và bốn đồng phạm do xúc phạm danh dự của 10 người. Phiên tòa được mở ra do có kháng cáo của bị cáo là Đặng Anh Quân, tiến sĩ luật, giảng viên trường đại học luật Thành phố Hồ Chí Minh, Quỳnh Công Tân, trưởng phòng truyền thông công ty CB Đại Nam. Nguyễn Thị Mai Nhi, trợ lý của bị cáo Nguyễn Phương Hằng, Lê Thị Thu Hà, nhân viên công ty CB Đại Nam. Ở Việt Nam thì đọc là CB Đại Nam mà mình ở đây tiếng Anh thì mình hay đọc là CB các bạn các bị cáo kháng cáo vì cho rằng bản án của tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên mức án cho họ là quá nặng nên xin giảm nhẹ hình phạt. Ngoài các bị cáo còn có bà Đặng Thị Hàng Ni và bà Đinh Thị Lan cùng là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan cũng kháng cáo. Trong vụ án này bị cáo Nguyễn Phương Hằng không kháng cáo bản án sơ thẩm. Trước đó ngày vào tháng 9 năm 2023, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Phương Hằng 3 năm tù, Đặng Anh Quân 2 năm 6 tháng tù, ba đồng phạm khác là Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà và Bình Công Tân mỗi người 1 năm 6 tháng tù. Cùng với tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích cá nhân quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân. Theo cấp sơ thẩm, đủ cơ sở xác định từ cuối tháng 4 năm 2021 cho đến tháng 3 năm 2022, Nguyễn Phương Hằng thông qua 12 tài khoản mạng xã hội do bị cáo này quản lý, livestream, phát ngôn trực tiếp trên mạng, có nội dung bị đặt sai sự thật, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự đến các cá nhân. Các bị cáo đã đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân bí mật gia đình và đời sống riêng tư trái quy định đối với 10 người cũng như mình đã nói ở uh, cuộc cái tờ báo kia thì uh, trong đó có um, võ nguyễn hoài linh tức là nghệ sĩ hoài linh ca sĩ vi quanh bà đặng thị hàng ni luật sư hàng ni đó ông nguyễn đức hiển bà trần thị thủy tiên ca sĩ thủy tiên và chồng bà là lê công vinh ông Quỳnh Minh Hân, tức ca sĩ Đàm Vĩnh Hân, bà Đinh Thị Lan và bà Lê Thị Dào, bà Trương Việt Hà. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình chia sẻ những tình tiết đang diễn biến xảy ra trong cái vụ án của Nguyễn Phương Hằng. Mong rằng cái ngày 4, ngày 5 này xét xử có lợi cho bà Hằng và được có nhiều nguồn tin cho rằng là sau phúc thẩm này có thể là bà hằng được thả ra ừ, nhưng mà chúng ta cũng vẫn phải chờ đợi để coi xem như thế nào à, thật ra tôi thấy đọc trong những cái bình luận á, rất nhiều người vẫn ủng hộ cho bà hằng và hình như là người ta tha thiết quan tòa à, nên thả bà Nguyễn Phương Hằng về với gia đình, nhất là với bé Hữu cũng đã xa mẹ cũng khá lâu rồi mà các bạn ha. Ở đây không phải là hiệu ứng đám đông mà cái đây là giống như là những người dân người ta mong muốn bà trở lại cuộc sống bình thường và được về với gia đình. Như vậy thì mới cho thấy rằng là đối với người dân thì bà Nguyễn Phương Hằng cũng là một người tử tế, một người tốt vì làm nhiều việc thiện như là quỹ mổ tim hằng hữu này giúp bao trẻ em rồi có những cái việc làm thiện nguyện khác như làm nước sạch vân vân và vân vân cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình chia sẻ về vụ án phúc thẩm của bà Nguyễn Phương Hằng diễn ra vào ngày 4 và ngày 5 à, xin chúc cho tất cả quý vị nhiều sức khỏe nếu thấy thông tin này hữu ích nhớ bấm like chia sẻ và đăng ký kênh cho Kali Sài Gòn thanh thật cảm ơn tất cả quý vị thật nhiều